Rồi tiếp theo tầng 2, sau khi mà mấy bạn đã làm xong cái tầng 1 đúng hết như thế này rồi, thì tầng 2 là mình sẽ lắp những cái cạnh này. Thì sau khi mà hoàn thiện hết những cái cạnh này, nó kết hợp với những cái tâm này nữa, thì nó sẽ tạo ra một cái hình giống như vậy, là được hai tầng này. Đó. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để giải những cái viên cạnh này. Giả sử mình đang muốn lắp, giả sử giờ mình chọn, mình lắp cái chỗ này nha, chỗ này là đỏ xanh lá đúng không? Thì giờ mình sẽ tìm cái cạnh đỏ xanh lá. Đây, nó nằm đây. Đỏ xanh lá. Giờ mình sẽ lắp đỏ xanh lá vào đây nha. Cái này gồm có hai bước nhỏ. Bước thứ nhất á, là các bạn sẽ tạo ra một cái cặp đỏ xanh lá như thế này, cặp cạnh góc đỏ xanh lá. Và bước thứ hai là mình lắp vào. Lắp vào thì nó sẽ ra như thế này thôi. Đó. Giờ nè, bước đầu tiên là mình sẽ tìm đỏ xanh lá và để cho nó thành một cái cột trước mặt mình. Đây, cột xanh lá này kết hợp với cái tâm và cái đáy này tạo ra một cái cột trước mặt mình, cái cột số 1 đó. Và cái đỏ xanh lá này cần lắp vào cái khuôn bên trái đúng không? Cần lắp vào bên trái. Thì giờ công thức như thế này, cần lắp vào bên trái thì mình sẽ đẩy nó qua phải. Công thức cũng rất là ngắn thôi. Bước 1 là đẩy qua phải đúng không? Sau bước 2 là lên cái bên trái này. Bước 3 trả lại. Bước 4 xuống là nó sẽ tạo ra cặp này giống như đây. Sau khi tạo ra cặp này rồi thì mình sẽ lắp cái cặp này vào. Thì giờ công thức để lắp cặp này vào thì như sau. Đầu tiên là sau khi tới đây là mình thấy cái màu trắng ở đây đúng không? Để màu trắng ở trước mặt. Rồi lắp cái cặp này vào đây bằng công thức như sau. Qua. Rồi cho cái khuôn này lên. Khuôn lên. Trả lại. Xuống. Đó là đã xong. Giờ mình sẽ làm một ví dụ nữa ha. Hồi nãy là mình, rồi ok, bây giờ mình sẽ lắp cái viên này cam xanh lá. Cam xanh lá thì mình sẽ tìm cái khuôn cam xanh lá. Đây là khuôn cam xanh lá này, đó. Cam này, xanh lá này, cái khuôn này tức là viên cam xanh lá này cần lắp vào đây. Bước đầu tiên là cái gì các bạn nhớ không? Đó là để cho cái xanh lá này đó nó tạo thành một cái cột. Ví dụ mấy bạn để dày là không phải là cột đâu nha, vì nó hở mất cái này. Để dày đó, cái cạnh này kết hợp với tâm, kết hợp với cái đáy tạo thành cái cột số 1. Đó. Rồi giờ cần lắp cái cam xanh lá này qua bên phải đúng không? Qua cái khuôn ở bên phải. Thì giờ công thức là như thế này. Bước đầu là đẩy nó ngược lại. Cần lắp qua bên phải thì mình sẽ đẩy qua bên trái. Bước 2 lên cái cạnh chỗ này. Bước 3 trả lại. Bước 4 xuống. Đây nó tạo ra cái cặp. Giống như hồi nãy mình có nói này, tạo ra cái cặp. Rồi. Sau đó bây giờ lắp cái cặp này vào thì mình thấy màu trắng ở đây đúng không? Để cái màu trắng trước mặt. Rồi, công thức như sau. Công thức là lắp cái cặp này vào đây nha. Qua. Rồi lên cái khuôn này. Sau đó trả lại. Và xuống. Ok, xong cặp. Các bạn có thấy đặc điểm nãy giờ những cái cặp mà mình lắp vào là như thế nào? Những cái cặp mà mình chọn để lắp vào khuôn á là những cái cặp mà nó nằm ở tầng trên này, nó luôn nằm ở tầng trên này và nó không có màu vàng. Nhớ nha, nó là cái cạnh nằm ở tầng trên và không có màu vàng. Ví dụ giờ mình lắp cái này vô thì chắc chắn không được, không có chỗ nào có thể chứa được cạnh này hết. Nhưng mà cạnh này thì có thể. Giờ lắp cái cạnh này vào thì giống như công thức nãy giờ mình chỉ thôi, nhưng mà mình sẽ đợi xí nha. Đây, giả sử đây là một cái trường hợp đặc biệt là cái cạnh xanh dương cam này nó vào trước đó rồi nhưng mà nó lại sai tư thế. Nó lại sai hướng mắt. Thì giờ để sửa này lại thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ lắp đại một cái cạnh khác vào. Lắp đại một cạnh khác vào thì cái này sẽ rớt ra đúng không? Rồi chúng ta lấy từ cái ở ngoài đó mình lắp vô. Giờ giả sử mình lắp cạnh này vào đây. Đẩy qua, lên, lại, xuống. Chuyển mặt, qua, lên, lại, xuống. Ok. Nó rớt ở đây rồi này. Rồi mình lắp từ đây vô. Tạo thành cột số 1. Lắp qua trái thì mình đẩy qua phải. Giống như nãy giờ mình chỉ thôi. Lên, lại, xuống. Chuyển mặt. Cho cái trắng lên trước mặt mình. Qua, lên cái khuôn này, lại, xuống. Ok, khá là đơn giản đúng không? Rồi, qua tiếp tầng 3. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ cho tụi mình một subscribe, like và bấm nút cái chuông nha. À, nhớ share nữa nha.